Thank you.
Dạ, xin trân trọng kính chào quý tôi con Chúa đang cùng chung dự chương trình thờ phượng trực tuyến sáng nay, Thánh Nhật ngày 6 tháng 6 năm 2021. Xin mời tất cả chúng ta đồng đứng lên để bước vào trong sự thờ phượng Chúa buổi sáng ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, buổi sáng hôm nay chúng ta dẫu đang ở đâu, chúng ta thờ phượng Chúa với ai, môi trường của chúng ta thờ phượng như thế nào, tất cả không quan trọng. Nhưng quan trọng ấy là tấm lòng của chúng ta khao khát muốn được thờ phượng Đức Chúa Trời của chúng ta. Tâm linh của chúng ta mong muốn được tươi mới ở trong quyền năng của Đức Thánh Linh. Dẫu dịch lệ, dẫu tật bệnh, dẫu cách ly với xã hội, nhưng chúng ta không bao giờ cách ly với Đức Chúa Trời thành tín của chúng ta. Amen không ạ? Dạ, để làm nền tảng cho sự thờ phượng Chúa sáng nay, xin hội thánh chúng ta cùng đến với lời của Chúa ở trong Thi Thiên đoạn 91 câu số 1. Tôi xin phép được đọc lời của Chúa. Người nào ở nơi kín đáo của Đấng Chí Cao sẽ hằng được ở dưới bóng của Đấng Toàn Năng. Tôi xin phép được đọc lại. Người nào ở nơi kín đáo của Đấng Chí Cao sẽ hằng được ở dưới bóng của Đấng Toàn Năng. Kính thưa hội thánh, giữa thực tại dịch bệnh đang phức tạp ngày hôm nay, dẫu đi đâu hay làm gì, chúng ta cũng dè chừng và lo sợ vì không biết nơi đâu là an toàn. Nhưng cảm ơn Chúa, lời của Ngài cho chúng ta biết được rằng có một nơi mà chúng ta được bảo vệ, có một nơi chúng ta được an toàn. Một nơi mà không có dịch bệnh nào có quyền ở trên chính đời sống của chúng ta, đó là nơi kín đáo ở trong Đấng Chí Cao. Thưa hội thánh, nơi kín đáo đó chính là ở trong sự hiện diện của Chúa, là nơi mà chúng ta hướng lòng để thờ phượng Đức Chúa Trời thành tín của chúng ta. Buổi sáng hôm nay một lần nữa chúng ta cùng bước vào trong nơi kín đáo đó để tôn cao, để chúc tán và để gặp gỡ Đức Chúa Trời của chúng ta. Ấy là lúc mà chúng ta được gần Ngài, được ở trong sự bảo vệ và che chở của Ngài. Amen. Nghe tiếng Giê-xu tên, yêu mến tôi vẫn quên. Ôi tôi đã thuộc Ngài như nguyện. Tay đức tin giơ cao, tôi quyết không sợ nào. Theo theo Chúa quay lạc dương bao. Nghe tiếng Giê-xu tên, yêu mến tôi vẫn quên. Ôi tôi đã thuộc Ngài như nguyện. Tay đức tin giơ cao, tôi quyết không sợ nào. Càng theo Chúa quay lạc dương bao. Tôi chân kềnh nơi thập từ xưa Chúa xa thờ, cho tôi khăng khít thăng thiên khi lời hồng chờ huyết khiến ông trào dồn huyết bất tuyệt. Xin hãy kéo tôi cho thật gần nơi thập từ xưa Chúa xa thờ, cho tôi khăng khít thăng thiên khi lời hồng chờ huyết khiến ông trào dồn huyết bất tuyệt. Ôi Chúa xin ban quyết lo việc cái do nơi quyền lực hồng ân hoài. Tôi ước chắc chắn đây, mong ước linh phục đây, phục theo ý Chúa cho nơi này. Xin hãy kéo tôi cho thật gần nơi thập từ xưa Chúa xa thờ. Cho tôi thăng kiến thăng kiến, kiến nơi hồng chào huyết, kiến ông chào dòng huyết bất tuyệt. Nghe xin Giê-xu tuyên, yêu mến tôi vẹn tên. Ôi tôi là thuộc Ngài như nguyện. Tay đức tin giơ cao, tôi quyết không sợ nào. Làm theo Chúa quay lạc dương bao. Xin hãy kéo tôi cho thật gần nơi thập từ xưa Chúa xa thờ. Cho tôi khăng khít khăng khít khi lời hồng chào huyết khiến ông chào dòng huyết. Thập từ xưa Chúa xa thờ, cho tôi thăng kiến khi đời hồng chào huyết, khi lòng chào dòng huyết bất tuyệt. Ôi Chúa xin ban sai, tôi quyết lo việc Ngài do nơi quyền lực hồng ân ngoài. Tôi ngước chăm chăm đây. Ước linh hồn này phục theo ý Chúa cho đời này. Xin hãy kéo tôi cho thật gần nơi thập từ xưa Chúa xa thờ. Cho tôi thăng kiến khi nơi hồng chào huyết, khi nông trào dòng huyết.
chắn thay cho danh Ngài, chiến thắng thần vinh hiển, cùng ca ngợi danh Chúa, danh của Chúa, danh Ngài vua năng quyền tôn quý, dâng đắn thay cho danh Ngài vua Giêsu danh thánh, cùng ca ngợi danh Chúa, trong danh Chúa Ngài tha thứ hết bao ô tội, Ngài luôn dẫn dắt trong ngàn bình, nguyện luôn chúc tôn cha. Trong danh ấy, mọi yêu đuối sẽ được sự thành, lòng con mãi có vui trong Ngài, nguyện luôn chúc tôn cha. Chúng tôi danh của Ngài, danh Ngài của cai trị quyền quân. Dâng đắn thay cho danh Ngài, trên quang thần vinh hiển, cùng ca ngợi danh Chúa, hô danh của Chúa, danh Ngài của năng quyền tôn quý. Dâng đắn thay cho danh Ngài, vua Giêsu danh thánh, cùng ca ngợi danh Chúa, ở trong danh Chúa, trong danh Chúa, Ngài tha thứ. Trong danh ấy, mọi yêu đuối sẽ lên sưng mày, lòng con mãi có vui trong Ngài, nguyện luôn chúc tôn cha. Trong danh Chúa, Ngài tha thứ hết bao ô tội, Ngài luôn dẫn dắt trong ngàn bình, nguyện luôn chúc tôn cha. Trong danh ấy, mọi yêu đuối lòng con mãi có vui trong Ngài, quên luôn Chúa Cha. Nào chúng tôi danh của Ngài, danh Ngài của cai trị quyền phép, để dâng đắn thay cho danh Ngài, chiến thắng thần vinh hiển, cùng ca ngợi danh Chúa. Hallelujah, 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 hallelujah.
trời từ bên nguyên nắng ngàn. Hãy ngợi khen Ngài về cả vì quyền năng Chúa. Hãy ngợi khen Ngài vì theo sự oai nghi Chúa. Tôi khen lên ngợi khen Ngài để đã lên cả tôn danh Cha. Đây trong đất ngày mô ca ngợi mọi điều trong ta. Hãy ngợi khen Cha. Tôi khen lên ngợi khen Ngài để đã lên cả tôn danh Cha. Cùng tôn ngợi Ngài, hãy mau cùng tụng ngợi và đưa tay tôn vinh Chúa. Hát chúng tôn cho danh Giêsu, chúng tôn danh Giêsu, chúng tôn cho thánh danh Chúa muôn đời. Ôi đang chúc phước thay danh Ngài, đang chúc phước thay danh Ngài là Chúa, Ngài thật xứng đáng. Nào hãy cùng tụng ngợi và giơ cánh tay của mình lên thật cao và ca ngợi Ngài. Nào hãy cùng hát chúc tôn cho danh Giêsu, hát chúc tôn cho danh Giêsu, chúng tôn danh Giêsu, chúng tôn cho thánh danh Chúa muôn đời. Ô đang chúc phước thay danh Ngài, đang chúc phước thay danh Ngài là Chúa. Ngài thật xứng đáng chúc tán kinh yêu tôn thờ. Hãy mau cùng tụng ngợi và đưa tay tôn vinh Chúa. Chúa con tôn vinh danh Ngài, hát chúc tôn cho danh Giêsu. Chúng tôn danh Giêsu, chúng tôn cho thánh danh Chúa muôn đời. Hỡi đang chúc phước thay danh Ngài, đang chúc phước thay danh Ngài là Chúa, Ngài thật xứng đáng. Chúng con giơ cao đôi tay lên tụng ngợi Ngài. Và đưa tay
và hát chúc tôn Ngài và chúng tôn chúc tôn cho thanh danh Chúa muôn đời vì Ngài thật đáng ngợi, đáng ngợi. Ngài thật đáng ngợi, Ngài là vua Chúa các thời, Ngài thật đáng to, đáng ngợi. Ngài thật đáng ngợi, Ngài là vua Chúa các thời, còn đáng thờ tôn. Ngài Jesus, Jesus, Ngài là Jesus, Ngài là vua Chúa các thần, Chúa con đang thờ tôn danh Ngài. Jesus, Ngài là Jesus, Ngài là vua Chúa các thần, con đang thờ tôn. Hãy cùng tôn ca danh Chúa là Thánh Thầy. Thánh Thầy, Ngài thật Thánh Thầy, Ngài là vua Chúa các thần, Ngài thật Thánh Thầy. Và Thánh Thầy danh Ngài, vì Ngài thật Thánh Thầy, Ngài là vua Chúa các thần, vì Ngài thật đáng ngợi. Ngài là vua Chúa cảm thần, Ngài là Giê-xu. Hãy cùng tôn cao Giê-xu. Giê-xu, Ngài là Giê-xu, Ngài là vua Chúa cảm thần, con đang thờ tôn. Hãy cùng tôn cao Giê-xu. Giê-xu, Ngài là Giê-xu, Ngài là vua Chúa các thần, Ngài là Giê-xu. Giê-xu, phải vậy, Ngài là Giê-xu. Ngài là vua Chúa các thần, con đang thờ tôn. Cùng tôn cao danh Giê-xu. Giê-xu, Ngài là Giê-xu, Ngài là vua Chúa các thần. Cùng giơ thật cao cánh tay cầm lên và tôn cao Giê-xu. Giê-xu, Ngài là Giê-xu, Ngài là vua Chúa các thần, con đang thờ tôn. Chúa có cùng tôn cao danh Ngài Giê-xu. Giê-xu, Ngài là Giê-xu, Ngài là vua Chúa các thần, Ngài là Giê-xu. Phải vậy, Giê-xu, Ngài là Giê-xu. Phải vậy, Chúa ơi, Chúa của các thần, Chúa của các thần. Oh, Giê-xu, Giê-xu, Ngài là Giê-xu, vì Ngài là là Giê-xu. Nào cùng tôn cao Giê-xu. Ngài là Giê-xu, Ngài là vua
ta tầng con đang thờ tôi. Ngài là vua. Bạn cha ơi, Ngài vẫn là Chúa của chúng con, đấng mà chúng con đang thờ tùng. Dù hoàn cảnh như thế nào, dù xã hội xung quanh như thế nào, thì chúng con vẫn thưa với Chúa rằng chúng con vẫn thờ phượng Ngài. Chúng con vẫn thờ phượng Ngài, Chúa ơi. Dù chúng con không được tập trung với nhau, dù chúng con ở riêng lẻ, ở tại gia đình của mình, ở tại trước màn hình của mình, nhưng mà Chúa ơi, chúng con vẫn nói rằng chúng con để Chúa ở trước mặt chúng con. Và chúng con sẽ không bị rúng động khi mà Chúa ở trước mặt chúng con. Chúng con vẫn luôn được ở trong sự bình an của Ngài, bởi vì chúng con nương cậy Ngài, ở trong cánh bóng toàn năng của Ngài. Như lời Chúa hứa, Ngài sẽ là đấng che chở chúng con, Ngài sẽ là đấng bảo vệ chúng con. Một cơn dịch lệ rồi sẽ đi qua, sự bình an rồi sẽ đến với mỗi con dân của Chúa. Con cảm ơn Ngài. Chúa ơi, buổi sáng hôm nay một lần nữa chúng con đến với Ngài, và chúng con dâng trình đất nước của chúng con, thành phố của chúng con lên trước ngai của Ngài. Chúa biết dịch bệnh đang lây lan rất là nhanh chóng và đã khiến cho biết bao nhiêu người bị nhiễm. Con cầu nguyện một lần nữa, Chúa ơi, con xin Chúa, Ngài đưa bàn tay dấu đinh của Ngài ra, Ngài làm ơn trên dân tộc của chúng con. Ngài phán một lời đi, Chúa ơi, Ngài nói một lời, Chúa ơi, vì con tin rằng chỉ cần một lời của Chúa phán ra thì mọi dịch bệnh sẽ được tiêu tan. Con xin Chúa nhậm lời cầu nguyện của chúng con và bảo vệ đất nước này, gìn giữ đất nước của chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con tin cậy Chúa vì ba lần qua Chúa đã bảo vệ chúng con. Ba lần qua Chúa đã cho chúng con chiến thắng một cách vẻ vang thế nào. Thì bây giờ con cũng cầu nguyện để Chúa Ngài giúp đỡ cho tất cả mọi con dân của Chúa, mọi người dân của đất Việt này sẽ cùng chung tay, sẽ cùng bảo vệ nhau ở trong cơn hoạn nạn này. Chúng con cảm ơn Chúa, chúng con ngợi khen Ngài. Và chúng con cũng kính dâng thì giờ thờ phượng Chúa sáng nay ở trong tay Ngài. Nguyện Chúa Ngài hiện diện và ban bình an cho tất cả mọi gia đình, mọi con cái của Chúa ở khắp mọi nơi đang thờ phượng Chúa, đang trực tiếp với chúng con trong giờ này. Nguyện sự bình an của Ngài ở trên họ, những cái sự bất an, sự lo lắng, sự sợ hãi đi ra khỏi một cuộc đời của chúng con. Và sự bình an của Ngài là điều mà chúng con đang cần có trong buổi sáng hôm nay. Xin ban bình an cho dân sự của Ngài và xin dẫn dắt chúng con trong thì giờ thờ phượng này. Chúng con cảm ơn Chúa, chúng con kính dâng thì giờ thờ phượng này ở trong tay bàn tay của Chúa, và chúng con hết lòng hiệp ý cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Dạ, Chúa ban phước cho quý vị. Dạ, xin mời tất cả chúng ta đồng an toàn. Chúng ta cảm ơn Chúa vì chúng ta có thời giờ được ngọt ngào ở trong sự thờ phượng Chúa. Kính thưa Hội Thánh, Kinh Thánh được chép trong Các Vua Nhất, đoạn số 17, từ câu 8 đến câu số 16, là câu chuyện của tiên tri Eli ở tại nhà đàn bà quá Sarepta. Đây là một câu chuyện phép lạ, bột không hết trong vò và dầu không hết trong bình. Tôi tin chắc rằng đây là câu chuyện mà tất cả chúng ta ai nấy cũng rất là quen thuộc với phần đoạn Kinh Thánh này. Và sáng hôm nay tôi muốn mượn lại câu chuyện này để chúng ta thấy phép lạ của Chúa sẽ tiếp tục xảy ra cho những con người vâng lời, dẫu hoàn cảnh có như thế nào, dẫu hoàn cảnh có bế tắc ra sao. Bà quá Sarepta là người ngoại, nhưng Chúa vẫn sử dụng và ban phước cho bà bởi vì bà có đức tin. Bà đã dâng lên Chúa trong giai đoạn khó khăn của cuộc đời mình, là giai đoạn mà Kinh Thánh nói rằng bà và con bà ăn xong rồi sẽ chết. Nhưng với đức tin, với sự vâng lời và tấm lòng phục vụ, phép lạ đã xảy ra cho bà, gia đình bà và hậu tự của bà. Thưa Hội Thánh, ở trong hoàn cảnh thuận lợi, chúng ta nộp 1/10 và dâng các của lễ rất dễ dàng. Nhưng khi khó khăn, ấy cũng là lúc thử thách đức tin tài chính của chúng ta. Rằng chúng ta dâng khi chúng ta dư dật, hay chúng ta vẫn trung tín dâng khi khó khăn xảy đến, đó mới là đức tin của chúng ta. Đó là sự vâng lời và tấm lòng phục vụ của chúng ta. Và đó là cơ hội để thiên đàng mở cửa cho chúng ta, là cớ để phép lạ xảy ra cho chính đời sống của chúng ta, để bột không hết trong vò và dầu không hết trong bình ở trong chính tài chính của chúng ta. Xin mời Hội Thánh chúng ta đồng phục vụ Chúa qua sự dâng hiến. Ngài là sáng thiên cho con dư dả, Ngài là báu vật mà con mong tìm, Ngài là muôn nhu cầu con.
lòng con mến yêu Ngài, lòng con mến yêu Chúa hơn ngọc châu. Ngài tha thứ mọi tội lỗi trong đời, Ngài là muôn nhu cầu. Giê-xu, Giê-xu là Chúa con, Chúa có dân đẹp thay. Giê-xu là Chúa con, quý bao thay dạy. Ngài mang hết bao nhiêu ô nhục con, Ngài mang hết bao nhiêu ô nhục con. Ngài đã sống lại và sống muôn đời, Ngài là muôn nhu cầu con. Hồi con bước chân, hồi con bước chân Chúa đâu vì con, hồi tim héo tàn Ngài khiến tươi cười, Ngài là muôn nhu cầu. Ô Giê-xu, Giê-xu là Chúa Trời ngài ban phước cho hết thảy chúng ta vì tấm lòng vâng lời, vì tấm lòng dâng hiến cho vương quốc của Chúa. Kính thưa hội thánh, Thi Thiên đoạn 119 câu 24 đến câu 25 chép như thế này: các chứng ước Chúa là niềm vui thích của con, cũng là những cố vấn cho con. Linh hồn con dính vào bụi đất, xin khiến con sống theo lời của Chúa. Thưa hội thánh, lời Chúa là niềm vui thích cho chúng ta, lời Chúa là lời cố vấn cho chúng ta, và lời Chúa sẽ khiến cho chúng ta sống lại. Buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ được cố vấn qua lời của Chúa, được vững mạnh với đức tin của mình ở trong lời của Ngài qua sự chia sẻ của đầy tớ Chúa là mục sư Dương Thành Lâm. Dạ, thân ái kính chào toàn thể hội thánh. Thưa hội thánh, hai tuần lễ qua là hai tuần lễ hết sức là căng thẳng, phải không quý vị? Là hai tuần lễ mà chúng ta nghe qua tin báo đài những ca lây nhiễm bộc phát một cách rất là chóng mặt, và đặc biệt ở tại thành phố mà chúng ta đang sống, và lệnh giãn cách đã được ban hành bởi Ủy ban Nhân dân thành phố, và chúng ta phải tạm ngưng sự thờ phượng Chúa tập trung, và chúng ta phải ở nhà, và chúng ta bảo vệ chính mình và luôn cả cộng đồng của chúng ta. Làm cho tôi thấy rất là nhiều người đang cảm thấy rất là lo lắng, không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng mà riêng cá nhân tôi đầy lòng tin cậy ở nơi Chúa. Bởi vì ba lần qua, Việt Nam của chúng ta là một trong những quốc gia được báo chí và thế giới khen ngợi, bởi vì là một trong quốc gia đã chống dịch rất là giỏi. Hơn 200 quốc gia thì chúng ta một trong 10 quốc gia được chống dịch, được lên tiếng và lên báo rất là nhiều, bởi vì chúng ta đã chống dịch rất là giỏi. Và tôi tin lần thứ tư cũng vậy, Đức Chúa Trời sẽ tiếp tục làm điều đó cho Việt Nam của chúng ta. Chúng ta sẽ chiến thắng gã khổng lồ này, dịch sẽ đi qua, và Việt Nam sẽ được bình an trở lại. Quý vị amen của tôi không ạ? Dạ, vì vậy tôi kêu gọi quý vị hãy tiếp tục thêm lời cầu nguyện, hãy vững vàng ở trong ơn điển của Chúa, và tiếp tục thêm lời cầu nguyện cho đất nước này, cho lãnh đạo nhà nước của chúng ta, cho những y bác sĩ, cho tất cả những chiến sĩ đang ở bảo vệ biên giới, để không có một sự lây lan nào ở trên đất nước của chúng ta. Mỗi người chúng ta cùng chung tay, cùng góp phần với nhau, bảo vệ chính mình, bảo vệ gia đình, bảo vệ cộng đồng, và chúng ta thêm lời cầu nguyện, thì tôi tin Việt Nam sẽ chiến thắng. Amen. Dạ, thưa hội thánh, có một trong những cái điều mà tôi suy nghĩ trong những ngày qua, tôi muốn hỏi quý vị buổi sáng hôm nay, có bao giờ quý vị nhắn tin cho ai mà không thấy trả lời không? Có bao giờ quý vị gọi điện thoại cho ai nhiều cuộc nhưng rồi cũng không thấy ai bốc máy?
tâm trạng của quý vị lúc bấy giờ như thế nào? Chúng ta có cảm thấy dễ chịu hay là bực tức? Và trong những cái lúc đó thì chúng ta đã phản ứng như thế nào? Chắc chắn có nhiều phản ứng khác nhau. Có người nói, tại sao không gọi? Tại sao không trả lời? Tại sao tôi gọi mà không trả lời? Trả lời đi, trả lời đi. Nếu đó là những cuộc gọi gấp, chúng ta sẽ dừng lại cuộc gọi hay là chúng ta tiếp tục gọi? Chúng ta tiếp tục nhắn tin hay là chúng ta dừng nhắn tin? Tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta đều đã trải qua những cái giờ phút đó. Khi chúng ta mong có một sự trả lời mà không có sự trả lời. Chúng ta mong một tin nhắn mà không có một lời nhắn nào cả. Thì có lẽ chúng ta sẽ cảm thấy bực tức lắm, phải không quý vị? Và câu hỏi kế tiếp mà tôi muốn hỏi quý vị, có bao giờ Chúa im lặng với chúng ta không? Có bao giờ khi chúng ta gọi mà Chúa không trả lời không? Có bao giờ không quý vị? Đặc biệt là đối với những ai đang có một mối quan hệ rất là mật thiết với Chúa, ở trong sự hiện diện với Chúa, ở trong mối tương giao với Chúa, và thình lình Chúa không trả lời gì hết. Chúa im lặng hoàn toàn, Chúa không nói gì cả. Chúa im lặng trước cái lời cầu nguyện của chúng ta. Chúa im lặng trước nỗi đau của chúng ta. Chúa im lặng trước nan đề của chúng ta. Và Chúa cũng im lặng trước sự bất công mà chúng ta đang đối diện. Có bao giờ chúng ta ở trong hoàn cảnh đó không? Thưa Hội Thánh, Kinh Thánh có nói về câu chuyện của một người phụ nữ đã đến nài xin Chúa, khẩn đảo với Chúa, nhưng mà Chúa đã im lặng với bà. Ngài im lặng đến nỗi mà các môn đồ đứng xung quanh cũng cảm thấy sốt ruột giùm cho bà và đề nghị Chúa trả lời. Câu chuyện thật là hay, thật là hấp dẫn, thật là kịch tính. Và buổi sáng hôm nay tôi muốn cùng quý vị chúng ta suy gẫm và mong rằng nó cũng sẽ là một sự khích lệ cho chúng ta, những ai đó đang đối diện với sự im lặng của Chúa trong những ngày qua cho chính đời sống của mình. Xin cùng mở với tôi ở trong lời của Chúa ở trong Ma-thi-ơ đoạn 15 câu 21 đến câu thứ 28. Tôi xin đọc và quý vị cùng dò theo. Từ đó Đức Chúa Giê-xu đi vào khu vực thành Ti-rơ và Si-đôn. Kìa, có một người phụ nữ Ca-na-an từ vùng ấy đến và kêu xin rằng: Lạy Chúa, con của Đa-vít, xin thương xót con với. Con gái của con bị quỷ ám khốn khổ lắm, nhưng Ngài chẳng đáp một lời. Các môn đồ đến nài xin Ngài rằng: Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà cứ theo sau chúng ta mà van xin mãi. Ngài đáp: Ta được sai đến chỉ vì những chiên lạc mất của nhà Israel mà thôi. Nhưng người phụ nữ này đến quỳ xuống và thưa rằng: Lạy Chúa, xin giúp đỡ con. Ngài đáp: Lấy bánh của con cái mà ném cho chó ăn là điều không phải lẽ. Người phụ nữ lại thưa: Lạy Chúa, đúng như vậy, nhưng mấy con chó vẫn được ăn những miếng bánh vụn từ bàn chủ rơi xuống. Ngài phán rằng: Hỡi phụ nữ kia, ngươi có đức tin lớn, điều ngươi ao ước sẽ được thành. Ngay trong giờ ấy, con gái bà được lành. Thưa quý vị, chủ đề mà tôi muốn cùng học với ông bà chị em trong buổi sáng hôm nay là khi Chúa im lặng. Vâng, câu chuyện này cho chúng ta thấy Chúa đã im lặng. Chúa im lặng hoàn toàn với một nan đề rất khẩn cấp của người phụ nữ này. Bà đã đến nài xin Chúa: Chúa ơi, xin cứu con gái của con. Chúa ơi, xin làm ơn trên con của con, vì nó bị quỷ ám khốn khổ lắm Chúa ơi. Tôi không biết là cái lời kêu cầu của bà nó bao lâu, nó khẩn thiết như thế nào, nhưng mà chúng ta thấy Chúa chẳng trả lời. Kinh Thánh nói rằng Ngài im lặng, Ngài không nói một lời nào cả. Ở trong câu thứ 23, Ngài chẳng đáp một lời. Tôi đọc câu chuyện này và tôi rất là ngạc nhiên. Chúa chẳng đáp một lời nào cả. Và chắc chắn với một cái sự khẩn thiết kêu cầu của người phụ nữ này: Chúa ơi, xin cứu con gái con. Chúa ơi, xin làm ơn trên con cái của con. Tôi không biết là bà kêu cầu bao lâu, nhưng mà Kinh Thánh nói rằng Chúa chẳng đáp lời. Đến nỗi 12 sứ đồ đứng ở cạnh đó cũng sốt ruột giùm cho bà. Bà hối thúc Chúa: Chúa ơi, trả lời cho bà đi. Dạ, câu chuyện chúng ta đọc và chúng ta thấy lạ lùng quá, phải không quý vị? Phải, thưa quý vị, có những lúc ở trong cuộc đời của chúng ta kêu mà không thấy được
sự trả lời từ nơi Chúa. Có những lúc ở trong cuộc sống của chúng ta, khi đối diện với nan đề, dường như chúng ta thấy Chúa ở đâu đó và Ngài không đáp một lời nào cả, Ngài im lặng hoàn toàn với chúng ta. Chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ làm gì, quý vị? Tại đây, câu chuyện này cho chúng ta thấy, khi Chúa im lặng, bạn đừng im lặng. Người phụ nữ này đã dạy cho chúng ta bài học là bà tiếp tục quấy rầy, bà tiếp tục kêu vang cho đến khi Chúa trả lời. Phải, quý vị, Chúa im lặng không phải là Chúa không nghe lời chúng ta khẩn cầu. Chúa im lặng không có nghĩa là Chúa không thấy nan đề của tôi và quý vị đang đối diện. Chúa im lặng không có nghĩa là Chúa, Ngài đi đâu đó, Ngài quên chúng ta. Nhưng mà Ngài im lặng là để xem cái lòng quyết tâm của chúng ta, sự khẳng đảo của chúng ta như thế nào với điều chúng ta cầu xin. Và người phụ nữ tại đây đã nhắc nhở cho tôi bài học này. Quý vị ơi, hãy tiếp tục kêu cầu, hãy tiếp tục gõ, hãy tiếp tục gõ, bởi vì lời Chúa phán rằng hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa, cửa sẽ mở cho. Quý vị, tôi tin đó là lời của Chúa, lời thành tín của Ngài. Ngài hứa và Ngài sẽ làm trọn điều đó cho chúng ta. Và ở trong Ê-sai cũng đã nhắc nhở cho chúng ta. Ê-sai đoạn 62 câu 6 nói gì? Hỡi Jerusalem, trên các tường thành ngươi ta đặt lính canh suốt cả ngày đêm, họ sẽ không bao giờ nín lặng. Hỡi những kẻ nhắc nhở Đức Giê-hô-va, đừng nghỉ ngơi chút nào. Quý vị theo không ạ? Chúng ta là những người nhắc nhở Chúa, đừng nghỉ ngơi chút nào. Nếu cửa chưa mở, hãy gõ cho đến khi cửa mở. Nếu Chúa trả lời, hãy kêu cho đến khi Chúa trả lời. Tôi không biết nan đề của quý vị ngày hôm nay là gì. Tôi không biết những cái thử thách mà chúng ta đang đối diện trong những ngày qua là gì. Nhưng quý vị ơi, tôi bảo đảm một điều, Chúa im lặng không có nghĩa Ngài không thấy và Ngài không biết, Ngài không nghe những gì chúng ta đang đối diện. Nhưng Ngài muốn nhìn thấy sự quyết tâm, sự hết lòng của chúng ta ở trong điều mà chúng ta đang cầu nguyện. Và chúng ta thấy câu chuyện đã cho chúng ta thấy một kết thúc rất có hậu. Từ một người bị từ chối, tôi đọc cái chỗ này và tôi thấy rất là hay quý vị. Chúa im lặng và khi Chúa trả lời, một cái câu trả lời dường như là nó giống như là một tạt cái gáo nước mà tạt vào mặt bà. Chúa không có làm cho bà, chỉ cho con cái của Israel thôi. Nhưng mà bà, người phụ nữ này đã, chúng thấy bà rất là kiên trì và rất là khôn ngoan khi mà lý luận với Chúa. Chúa ơi, xin cho những con chó con ăn những miếng bánh bụng trên bàn trụng đó rớt xuống. Wow, một cái sự đối thoại từ cái chỗ không được đáp lời. Và đến khi đáp lời thì Chúa dường như là từ chối làm ơn cho bà. Quý vị thấy rõ ràng, trong câu chuyện này rõ ràng là Chúa từ chối làm ơn cho bà. Ta được sai đến vì con dân Israel. Nhưng mà Chúa nói, nhưng mà bà này nói, phải, xin cho những con chó con ăn miếng bánh bụng của chủ trên bàn chủ rớt xuống. Và chúng ta thấy Chúa Giê-xu đã nói gì với bà? Một câu nói rất là tuyệt vời. Chúa đã nói gì quý vị? Ở trong cuối cùng, câu cuối cùng, Ngài phán rằng, hỡi phụ nữ kia, ngươi có đức tin lớn, điều ngươi ao ước sẽ thành, ngay trong giờ ấy con gái bà được lành. Quý vị thấy không ạ? Phần thưởng cho những người chờ đợi, phần thưởng cho những người bền lòng, phần thưởng cho những người kiên trì ở trong chỗ cầu nguyện là sự đáp lời. Là sự đáp lời. Và Chúa còn nói gì? Người có đức tin lớn, quý vị. Người có đức tin lớn. Yeah. Chúa không những đáp lời mà Chúa còn khen bà là người có đức tin lớn, bởi vì bà đã kiên trì đeo đuổi để Chúa nhậm lời cầu nguyện của mình. Tôi mong rằng câu chuyện này sẽ nhắc nhở cho tôi và tất cả quý vị trong buổi sáng hôm nay. Nếu ai trong chúng ta đang đối diện với nan đề, có những lời cầu nguyện dường như 1 năm, 2 năm, 3 năm và thậm chí 10 năm vẫn chưa có câu trả lời, quý vị đừng ngưng lời cầu nguyện. Hãy tiếp tục kêu cầu. Hãy tiếp tục kêu cầu, vì Chúa hứa, hãy kêu cầu ta sẽ trả lời cho.
ta sẽ tỏ cho ngươi việc lớn, việc khó là việc ngươi chưa từng biết. Câu chuyện của người mù tại Jericho cũng cho chúng ta thấm giống như vậy. Khi Chúa Giêsu đi ngang qua Jericho, người mù đã nói gì? Hỡi con đau, vua David xin thương xót tôi cùng. Nhưng mà Chúa Giêsu vẫn đi qua. Nhưng người mù đã làm gì quý vị? Nhiều người bảo ông nín đi, đừng có kêu nữa, Chúa đi qua rồi. Nhưng mà người mù đã làm gì ạ? Người mù kêu lớn hơn nữa. Và cái tiếng kêu lần thứ hai của ông đã khiến Chúa dừng chân lại. Mặc dù có nhiều người bảo ông nín đi, cản ông nín đi, họ không giúp ông đến với Chúa, nhưng mà họ lại cản ông nữa. Có thể trên bước đường theo Chúa có nhiều người sẽ cản chúng ta, sẽ ngăn trở chúng ta. Chúa không có đâu, Chúa không đáp lời đâu, Chúa không có thật đâu. Họ có thể làm cho chúng ta nản chí, nản lòng. Nhưng mà quý vị ơi, hãy học lấy cái gương của người mù, kêu lớn lên. Chúa ơi, hãy kêu lớn hơn nữa quý vị. Và cảm ơn Chúa, tiếng kêu lần thứ hai của người mù, Chúa lại nói rằng hãy dẫn người tới. Và kết thúc câu chuyện của đó là gì? Đức tin người của người. Phải quý vị, tôi mong rằng lời của Chúa buổi sáng hôm nay một lần nữa nhắc nhở cho tôi và quý vị, khi Chúa im lặng, chúng ta đừng im lặng. Hãy nói người kế bên quý vị, đừng yên lặng khi Chúa yên lặng. Hãy tiếp tục kêu cầu, hãy tiếp tục khẩn đạo, hãy tiếp tục gõ, hãy tiếp tục xin cho đến khi Chúa nhậm lời cầu nguyện của chúng ta. Một câu chuyện thứ hai mà tôi muốn cùng học với quý vị trong buổi sáng hôm nay. Khi Chúa im lặng, chúng ta sẽ làm gì? Người phụ nữ Canaan, người mù Jericho đã tiếp tục kêu cầu. Khi họ kêu cầu với Chúa. Và tôi thấy điều thứ hai mà tôi học được, đó là khi Chúa im lặng, cũng là lúc Chúa muốn nhìn xem coi thái độ của chúng ta đối với sự im lặng của Chúa như thế nào. Thời gian im lặng là thời gian khủng khiếp nhất, phải không quý vị? Nhất là đối với những ai đang mong chờ sự đáp lời. Nhất là với những ai đang mong chờ có một sự mặc khải, nhưng hoàn toàn không có gì cả. Chúng ta kêu dường như là nó đến trần nhà rồi rớt xuống, không có điều gì xảy ra cả. Phải thưa quý vị, có những lúc chúng ta rơi vào trong hoàn cảnh đó, và chúng ta sẽ tự hỏi rằng, Chúa ơi, Ngài ở đâu? Ngài có thấy nan đề của con không? Chúa ơi, Ngài ở đâu rồi? Khi mà cả thế giới đang phải đối diện với Covid đấy. Chúa ơi, Ngài ở đâu rồi? Ngài ở đâu rồi, Chúa ơi? Dường như chúng ta không thấy Chúa ở đâu hết. Rất là dễ. Đó là lúc mà chúng ta sẽ rơi vào trong những trạng thái tiêu cực, lầm bầm, oán trách, bỏ cuộc. Đó là điều mà rất là dễ khi mà chúng ta kêu mà Chúa không đáp lời. Và đó cũng là điều mà dễ xảy ra khi mà chúng ta đối diện với những thử thách quá lớn trong cuộc đời của mình. Rất là dễ quý vị. Đừng mắc mưu kế của ma quỷ. Quý vị ơi, ma quỷ sẽ nổi vào trong lỗ tai của chúng ta, Chúa không có thật đâu. Chúa không có thật đâu. Đừng chờ nữa. Nếu Chúa có thật thì tại sao thế giới này như thế này? Nếu Chúa có thật thì tại sao mà Covid cả một năm rưỡi rồi vẫn chưa chấm dứt? Nếu Chúa có thật thì Chúa ở đâu? Tại sao? Tại sao? Quý vị, đừng lắng nghe tiếng nói đó. Đừng lắng nghe tiếng xảo trá của ma quỷ. Mà hãy lắng nghe lời của Chúa. Hãy nghe tiếng của Chúa. Hãy biết rằng Chúa vẫn là Đức Chúa Trời của chúng ta. Khi Chúa im lặng, Ngài vẫn là Chúa. Quý vị amen với tôi không ạ? Hãy viết vào trong comment. Phải, khi Chúa im lặng, Ngài vẫn là Chúa. Nhưng mà điều mà tôi học được đó là Ngài chờ xem thái độ của chúng ta như thế nào. Có những lúc Chúa ẩn mình đối với chúng ta một chút, để xem có thái độ của chúng ta như thế nào. Tôi rất là vui mỗi lần tôi nghe được tiếng Chúa phán. Và sự dẫn dắt của Chúa trên cuộc đời của tôi. Tôi cảm ơn Chúa vì Chúa dẫn dắt tôi bằng chính lời của Ngài. Và tôi đã đi từ những cái phép lạ này đến phép lạ khác. Những điều kỳ diệu này đến kỳ diệu khác khi mà tôi nghe tiếng Chúa phán. Và nhiều lần tôi đã chia sẻ cho quý vị. Những tiếng nói rất là rõ, rất là thật. Và tôi thấy Chúa rất là thật ở trong đời sống của mình. Nhưng mà thưa quý vị, có những lúc
tôi vẫn không nghe được tiếng Chúa nói. Có những lúc tôi vẫn thấy Chúa im lặng trước những nan đề của tôi. Nhưng mà tôi tin rằng Chúa vẫn là Chúa. Ngài vẫn là Đức Chúa Trời của chúng ta. Dù có thể ngày hôm nay Ngài không nói, tuần này Ngài không nói chuyện, tháng này Chúa không nói, nhưng mà Ngài vẫn là Chúa của chúng ta. Tôi vẫn ca ngợi Ngài, tôi vẫn thờ phượng Chúa, tôi vẫn suy gẫm lời của Chúa. Và tôi nói rằng Chúa ơi, con yêu mến Ngài. Nên nguyện lời của Chúa nhắc nhở cho tôi và quý vị, hãy cẩn thận, vì rất dễ chúng ta sẽ bị lừa dối bởi ma quỷ. Sẽ nói vào trong lỗ tai của chúng ta là Chúa không có đâu, Chúa không có thật đâu, Chúa ở đâu rồi, Chúa không để ý đến chúng ta đâu. Tôi nhớ câu chuyện của Gióp. Quý vị, tất cả chúng ta đều biết câu chuyện của Gióp. Gióp là một người nổi tiếng về sự công chính và nổi tiếng về cái độ giàu có của ông. Ông giàu có nhưng mà có một đời sống rất công chính. Và nổi tiếng hơn nữa là Chúa tự hào về Gióp. Và tôi tin rằng Gióp phải là người như thế nào Chúa mới tự hào. Đúng không quý vị? Ngài tự hào và Ngài khoe với ma quỷ. Có ai công chính như Gióp không? Và Đức Chúa Trời ban phước trong rất là nhiều. Nhưng một ngày kia ma quỷ đến và nói với Chúa rằng Chúa, tại vì Chúa bảo vệ ông cho nên ông yêu mến Chúa, Chúa thử cho phép những cái nan đề xảy ra coi, xem ông như thế nào. Và câu chuyện ở trong sách Gióp đã cho chúng ta thấy, chỉ trong một ngày, ông bị mất hết tất cả tài sản. Chỉ trong một ngày, bao nhiêu là bò, là chiên, là tài sản của ông bị cướp lấy. Và chỉ trong một ngày, tất cả những người con của ông đều bị chết. Một ngày thôi quý vị, chứ không phải là sau một năm, sau một tháng hay sau là ba năm. Chỉ trong một ngày, tin tức liên tục dồn tới. Gióp ơi, tài sản chúng ta bị cướp mất. Gióp ơi, con cái của ông đều chết hết. Quý vị, bây giờ Gióp đã làm gì? Chúa ở đâu? Chúa ơi, Ngài có thấy không? Tại sao vậy? Con yêu mến Chúa mà, con kính sợ Chúa mà, tại sao Chúa để điều này xảy ra con? Chúa ơi, Ngài ở đâu vậy? Và Chúa không trả lời gì với Gióp cả. Và Kinh Thánh đã cho chúng ta thấy Gióp đã làm gì quý vị? Chúa, con giận Chúa. Chúa, con không thờ phượng Chúa nữa. Chúa, con không đi nhà thờ nữa. Phải không? Không. Gióp đã nói gì quý vị? Con trần truồng khỏi lòng mẹ. Và bây giờ con trần truồng trở về với Đức Giê-hô-va. Đáng ngợi khen thay Đức Chúa Trời. Gióp đã không có để miệng mình nói những lời tiêu cực. Nó vẫn ca ngợi Chúa. Gióp vẫn cảm tạ Chúa vì Chúa luôn luôn là tốt lành. Con trần truồng lọt khỏi lòng mẹ và bây giờ con trần truồng trở về với Chúa. Chúa ban phước và Ngài có quyền lấy lại. Chúa ơi, Ngài vẫn là Chúa. Ngài vẫn là Đức Chúa Trời tốt lành của con. Wow, một tấm gương đáng để cho tôi và quý vị học. Khi Chúa im lặng, người phụ nữ Canaan khi Chúa im lặng, bà vẫn quấy rầy và vẫn kêu cầu với Chúa. Còn ở tại đây, Gióp khi Chúa im lặng, ông đã làm gì? Ông vẫn ca ngợi Chúa. Ông vẫn thờ phượng Chúa. Và quý vị, nó không dừng ở lại chỗ đó nữa. Và khi mà ma quỷ đã cướp lấy tài sản, rồi cướp lấy những đứa con của ông, nó vẫn chưa dừng ở tại đó. Nó lại nói Chúa rằng, Chúa ơi, xin hãy đụng đến thân thể ông đi. Coi ông có phỉ báng Chúa không? Và Chúa cho phép, nhưng mà không đụng đến mạng sống. Quý vị hãy nhớ, mạng sống của chúng ta do Chúa quyết định. Không có ai có quyền quyết định mạng sống của chúng ta. Và ma quỷ đụng đến thân thể ông và ông đã bị Kinh Thánh cho chúng ta biết là ông đã bị ung thư da. Ông gãi không phải bằng ngón tay mà bằng mảnh sành. Và ông ngồi ở trong góc, tài sản thì không còn, con cái thì mất. Và khi lúc bây giờ Chúa vẫn im lặng với ông mà Chúa không nói gì cả. Sự im lặng đáng sợ đó đến nỗi người phụ nữ ở bên cạnh Gióp chịu không nổi. Chúa ở đâu? Chúa ở đâu mà để anh như thế này? Gióp, anh xem lại đi, Chúa anh đâu? Không có Chúa. Và bà đã nói những lời rất tiêu cực. Một trong những câu nói mà tôi nghĩ người phụ nữ này đã thiếu khôn ngoan khi nói. Hãy phỉ báng Đức Chúa Trời mà chết đi.
Nhưng mà Giớp đã nói gì? Sao em nói như người đàn bà ngu muội vậy? Đức Chúa Trời ban phước thì ngửa tay nhận lấy, còn Đức Chúa Trời giáng họa thì rút tay lại. Wow. Một lần nữa Giớp đã cho chúng ta học bài học. Dù ở hoàn cảnh như thế nào, dù là lúc được phước hay là lúc chưa được phước, thì chúng ta vẫn là người ca ngợi Chúa. Quý vị amen với tôi không ạ? Rất là dễ khi chúng ta được phước, chúng ta nói ô cảm ơn Chúa vì Ngài ban phước cho con. Cảm ơn Chúa vì Ngài làm ơn trên gia đình con. Cảm ơn Chúa vì Ngài chữa lành cho con. Cảm ơn Chúa vì Ngài tiếp trợ cho con. Rất dễ để chúng ta cảm ơn Chúa trong những điều phước hạnh. Nhưng mà quý vị ơi, chúng ta có cảm ơn Chúa khi mà hoạn nạn xảy ra hay không? Khi mà Covid xảy ra khắp nơi trên thế giới, khi mà Covid xảy ra ở trên đất nước này, khi mà Covid xảy ra ở thành phố này, khi mà lệnh giãn cách ở tại đây, chúng ta có vẫn còn cảm tạ Chúa và ngợi khen Chúa hay không? Tôi mong rằng sứ điệp buổi sáng hôm nay khích lệ tất cả quý vị hãy tiếp tục cảm tạ Chúa, bởi vì Chúa vẫn là Chúa của chúng ta. Amen. Ngài vẫn là Đức Chúa Trời tốt lành. Ngài muốn nhìn xem thái độ của tôi và quý vị khi Ngài im lặng. Quý vị ơi, sẽ có những lúc Chúa im lặng trong cuộc đời chúng ta, nhưng không có nghĩa là Ngài không phải là Chúa. Sẽ có những lúc Chúa im lặng không có nghĩa là Ngài không chú ý đến nan đề của chúng ta. Sẽ có những lúc Chúa im lặng nhưng mà không có nghĩa là Chúa quên chúng ta. Nhưng mà Chúa xem thái độ của tôi và quý vị như thế nào. Cảm ơn Chúa, Giớp đã vượt qua hai bài kiểm tra và ông được điểm 10. Chưa hết, quý vị, tôi đọc kỹ vào tôi thấy Chúa lại một lần nữa im lặng khi mà để ba người bạn đồng lao đến chỉ tội ông, lên án ông. Nếu ông là người công chính, tại sao Đức Chúa Trời để ông như thế này? Chúa vẫn im lặng quý vị, nhưng mà Giớp vẫn ca ngợi Chúa. Wow, một tấm gương của một đời sống tinh kính đúng nghĩa, của một đời sống tin cậy Chúa, của một đời sống thờ phượng Chúa. Không phải là ở trong thuận cảnh, nhưng mà thờ phượng Chúa ngay cả trong nghịch cảnh. Và tôi mong lời này một lần nữa khích lệ tất cả quý vị con dân Chúa. Đang khi chúng ta đang đối diện với nghịch cảnh, đang khi chúng ta đang đối diện với đại dịch khắp nơi, ở trên toàn cầu, ở trên đất nước và trên thành phố này, quý vị, xin Chúa cho chúng ta vẫn là người thờ phượng Chúa, vẫn là người ca ngợi Chúa, vẫn là người cảm tạ Chúa. Tôi biết có nhiều người trong chúng ta phải thất nghiệp. Tôi biết có nhiều người trong quý vị mất việc làm, mất đi thu nhập, mất đi rất là nhiều những cái lợi ích về kinh tế của mình khi mà giãn cách. Nhưng mà tôi xin lời Chúa nhắc nhở và khích lệ mỗi người trong chúng ta hãy tiếp tục thờ phượng Chúa. Đừng để mắc kế của ma quỷ, hãy tiếp tục thờ phượng Chúa. Và chúng ta thấy phần thưởng cho Giớp là gì? Đức Chúa Trời đã ban phước trong gấp đôi những gì ông đã mất, từ tài sản cho đến cả con cái. Quý vị, thật được khích lệ phải không quý vị? Tôi mong lời này một lần nữa nâng đỡ và khích lệ mọi chúng ta, nhất là ở trong hoàn cảnh mà chúng ta đang giãn cách, trong lúc mà chúng ta phải không nhóm được tập trung. Tôi cầu nguyện để tất cả chúng ta giữ tấm lòng của mình, giữ đời sống thờ phượng Chúa của chúng ta và giữ môi miệng của mình. Dù ma quỷ có nói như thế nào thì hãy nói rằng Chúa con vẫn tin cậy Ngài, Chúa con vẫn yêu mến Ngài, Chúa con vẫn thờ phượng Ngài, bởi vì con tin Chúa là Đức Chúa Trời hằng sống của con. Câu mà Giớp đã nói và câu đó tôi tin rằng khiến cho ma quỷ bịt tai và chạy. Dẫu Chúa có giết con vẫn tin cậy Ngài. Amen. Con tin đến cuối cùng Ngài vẫn là Đức Chúa Trời hằng sống của con. Cảm ơn Chúa, một vị thánh đồ đã vượt qua những bài kiểm tra khi đối diện lúc mà Chúa im lặng. Tôi cầu nguyện để tôi cũng như quý vị, chúng ta sẽ có những bài kiểm tra và chúng ta sẽ có những số 10 cộng từ nơi Thiên Sứ Chúa cho. Amen. Và điểm thứ 3 mà tôi muốn nói quý vị, khi Chúa im lặng, Ngài muốn bày tỏ điều vĩ đại hơn. Ngài muốn bày tỏ điều vĩ đại hơn. Không phải ngẫu nhiên Chúa im lặng đâu quý vị. Trong sự im lặng của Chúa có mục đích của Ngài. Ngài im lặng để xem thái độ và cái lòng kiên quyết của người phụ nữ Canaan như thế nào. Và cảm ơn Chúa, người phụ nữ đó đã bày tỏ lòng quyết tâm kiên trì đeo đuổi bằng sự cầu nguyện. Chúa im lặng nhưng bà không im lặng.
Chúa im lặng nhưng bà không ngừng nghỉ cầu cầu. Bà cảm ơn Chúa, cuối cùng Chúa đáp lời. Chúa im lặng, mục đích của Ngài là để xem coi cái người con trai của Chúa, thánh đồ Gióp có thái độ như thế nào. Và cảm ơn Chúa, Gióp đã chiến thắng được bài tập đó. Khi Chúa im lặng nhưng ông biết rằng Chúa vẫn đang để mắt nhìn xem ông. Chúa im lặng nhưng mà Ngài vẫn ngồi trên ngôi cao sang, và ông vẫn tiếp tục thờ phượng Ngài. Và quý vị ơi, Chúa im lặng, Ngài, mục đích của Ngài muốn cho chúng ta biết rằng Ngài muốn làm điều vĩ đại hơn nữa cho chúng ta. Vì sao tôi nói điều này với ông bà chị em? Câu chuyện của Lazarơ chôn trong mộ 4 ngày là điều mà tôi được nhắc nhở. Chúa cũng im lặng một thời gian rất dài. Trước đó, Ma-thê và Ma-rê đã nhắn tin nói với Chúa rằng anh tôi bị bệnh, người mà Chúa yêu bị bệnh. Chúa chỉ nói một câu rồi Chúa im lặng luôn. Bệnh này không đến nỗi chết. Rồi Chúa ở lại đó thêm 2 ngày nữa. Tôi không biết là Ma-rê nhắn bao nhiêu tin. Chúa ơi, về gấp gấp đi Chúa ơi. Chúa ơi, tụi con đang mong chờ Chúa lắm. Tôi không biết là bà nhắn bao nhiêu tin, nhưng mà dường như không có một hồi đáp. Và tôi không biết là có bao nhiêu cuộc gọi nhỡ ở trong máy của Chúa. Chúa Giê-xu ơi, Ngài đang ở đâu? Chúa Giê-xu ơi, về đi, anh con đang hấp hối. Tại vì hai bà đã nhắn tin trước đó là sắp bị bệnh nặng. Và từ bệnh nặng đến sắp chết, thì tôi tin rằng họ đã nhắn tin rất là nhiều. Không phải là 10 cuộc gọi nhỡ, mà hàng trăm cuộc gọi nhỡ, nhiều cái cuộc nhắn tin, nhưng mà không hề có câu trả lời. Chúa im lặng hoàn toàn quý vị. Và điều gì đã xảy ra? Từ bệnh nặng cho đến chết. Và ngay đám tang, Chúa cũng không xuất hiện. Người rất là thân với Chúa, bạn thân với Chúa, Ngài không xuất hiện. Và đến khi Ngài xuất hiện thì đã chôn trong mộ 4 ngày rồi. Quý vị thấy, thời gian im lặng của Chúa hết sức là khó hiểu. Ma-thê, Ma-ri rất là buồn. Tôi có thể dùng là từ rất là buồn Chúa. Vì sao Chúa im lặng? Con nhắn tin mà Chúa không trả lời. Chúng tôi gọi mà Chúa không trả lời. Tại sao Chúa? Và bây giờ anh con từ chỗ bệnh nặng, bây giờ chết và chết 4 ngày rồi, bây giờ Chúa mới xuất hiện. Và chúng ta thấy khi Chúa xuất hiện thì Ma-thê, Ma-ri đã đến và trách Chúa. Nếu Chúa đến đây sớm thì anh tôi không chết. Bởi vì sao? Bởi vì họ nghĩ rằng Chúa có quyền năng để chữa bệnh cho anh của mình. Nhưng mà họ không biết rằng cái mục đích của Chúa im lặng, cái kế hoạch của Chúa không trở về sớm là có ý định của Ngài. Ý định của Ngài là gì? Là để bày tỏ cho họ biết rằng Chúa không phải chỉ là đấng có quyền năng chữa bệnh, nhưng Ngài là đấng có quyền năng khiến cho kẻ chết sống lại. Amen. Phải quý vị, khi Chúa im lặng, Ngài muốn bày tỏ điều vĩ đại hơn cho chúng ta. Tôi thật sự được kích lệ khi tôi suy gẫm đoạn kinh thánh này. Chết có nghĩa là hết hy vọng đúng không quý vị? Nhưng mà khi Chúa Giê-xu xuất hiện thì hy vọng đã đến. Sự sống đã đến. Phước hạnh đã đến. Niềm vui đã đến. Sự chiến thắng đã đến khi Chúa xuất hiện. Tôi biết thời gian chờ đợi là thời gian kinh khủng lắm. Thời gian chờ đợi là thời gian kinh khiếp lắm. Nhất là trong những hoàn cảnh hết sức là cấp bách. Không ai trong chúng ta có thể chịu đựng nổi hết. Ma-thê và Ma-ri cũng giống như vậy. Không chịu đựng nổi ở trong cái sự im lặng này. Nhưng mà cảm ơn Chúa, điều này đã cho chúng ta bài học. Phải quý vị, có những lúc Chúa im lặng, dường như Ngài không nói gì hết. Nhưng không có nghĩa là Ngài chối từ chúng ta. Không có nghĩa là Ngài bỏ chúng ta. Ngài im lặng không có nghĩa là Ngài không chú ý đến nan đề của tôi và quý vị. Đừng vội trách Chúa, đừng vội giận Chúa. Ngài im lặng là lúc Ngài muốn bày tỏ điều vĩ đại hơn cho tôi và quý vị. Ngài muốn chúng ta biết Chúa một cách sâu nhiệm hơn nữa. Chúa không phải chỉ những gì mà chúng ta biết ở trong quá khứ, mà Chúa muốn cho chúng ta biết Ngài tuyệt vời hơn nữa, Ngài vĩ đại hơn nữa, hơn những gì chúng ta học, hơn những gì chúng ta biết về chính Ngài. Và bằng chứng chúng ta thấy trước mộ Lazarơ, mọi người mắc chữ A, miệng chữ O, và ngạc nhiên khi Chúa gọi Lazarơ, hãy sống lại, hãy bước ra. Và Lazarơ là bước ra. Và tôi nghĩ có nhiều người lúc bấy giờ là trốn sau lưng Chúa, hoặc là dụi dụi mắt, có phải Lazarơ không?
và có nhiều người đánh vào má mình, không biết là mình đang tỉnh hay là đang mơ, bởi vì lần đầu tiên họ thấy người chết sống lại. Quý vị, tôi cầu nguyện để lời này buổi sáng hôm nay nhắc nhở cho tôi và quý vị. Hãy nhớ, Chúa im lặng, Ngài muốn bày tỏ điều vĩ đại hơn. Điều vĩ đại hơn nữa về chính Ngài cho chúng ta. Đừng nản lòng, đừng bỏ cuộc, đừng vội trách Chúa. Hãy nhớ, Chúa luôn có điều tốt hơn nữa cho những ai bên lòng tin cậy Ngài. Và điểm cuối cùng mà tôi học được, khi Chúa im lặng, Ngài vẫn là Chúa. Khi Chúa im lặng, Ngài vẫn là Chúa. Vì vậy, hãy tiếp tục phục vụ Ngài. Khi Chúa làm ơn, chúng ta, ô cảm ơn Chúa vì Chúa làm ơn cho con. Cảm ơn Chúa vì Chúa ban phước cho gia đình con. Cảm ơn Chúa. Nhưng mà khi Chúa im lặng, Chúa không làm gì hết, chúng ta có còn tiếp tục phục vụ Chúa hay không? Có nhiều người sốt sắng phục vụ Chúa bởi vì họ biết ơn Chúa. Cứu cuộc đời của mình, cứu gia đình của mình, chữa lành cho mình, làm ơn cho mình. Nhưng mà nếu Chúa không làm gì cả, Chúa im lặng, quý vị có còn phục vụ Chúa hay không? Câu chuyện của Zachary và Elizabeth đã cho chúng ta thấy một tấm gương để chúng ta học tập. Zachary và Elizabeth, họ đã yêu nhau và tiến tới hôn nhân. Và ước mơ của họ là gì quý vị? Là có con. Đó là điều mà ao ước của những cặp vợ chồng trẻ. Họ vẽ lên trong tâm trí của mình một bức tranh. Nhà mình sẽ có 3 đứa con. Con trai thì giống anh, con gái thì giống em. Và có lẽ Zachary và Elizabeth cũng đang mường tượng với cái bức tranh đó và mong mỏi, Chúa ơi cho chúng con đứa con. Rồi 1 năm, rồi 2 năm, rồi 3 năm, rồi 4 năm, họ kêu cầu, họ dâng cái giấc mơ của họ lên cho Chúa. Nhưng vẫn không thấy trả lời. Nhưng mà Zachary và Elizabeth làm gì? Vẫn phục vụ Chúa trong đền thờ. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng ông bà là thầy tế lễ vẫn là người phục vụ Chúa, trung tín đến cái ban của mình. Tôi học được ở tại đây, dầu Chúa chưa đáp lời, dầu Chúa im lặng, Chúa không nói gì cả, 10 năm rồi cũng không thấy Chúa trả lời. Và ông bà lúc bấy giờ thì cũng không có thụ tinh ống nghiệm, không làm gì hết, ông bà vẫn tiếp tục phục vụ Chúa. Âm thầm bà có nhiều người cứ hỏi, có tin vui chưa Zachary? Elizabeth, có gì chưa? Có lẽ đây là câu hỏi mà làm cho họ nhói lòng, bởi vì 10 năm rồi vẫn chưa có gì. Và họ vẫn ráng tin rằng Chúa sẽ làm. Rồi đến năm thứ 20 cũng không có gì. Và đến năm thứ 30 cũng không có gì. Và tôi nghĩ là giấc mơ của họ đã không còn nữa. Vì sao? Quá lâu rồi. Chúa im lặng hoàn toàn. Chúa im lặng hoàn toàn và không nói gì về giấc mơ của ông bà. Một giấc mơ rất là nhỏ bé là có đứa con, nhưng mà Chúa vẫn im lặng. Tôi không biết những giấc mơ nào trong cuộc đời quý vị mà Chúa vẫn còn đang im lặng quý vị. Nhưng quý vị ơi, hãy học lấy gương của Elizabeth. Hãy học lấy gương của Zachary. Họ vẫn tiếp tục phục vụ Chúa. Họ vẫn tiếp tục trung tín với cái chỗ được giao. Tôi rất là thích ở trong chỗ này. Họ vẫn tiếp tục làm công tác được giao. Vẫn trung tín làm một thầy tế lễ. Vẫn trung tín là một người phục vụ, vẫn trung tín với cái trách nhiệm mà Chúa đã giao phó cho họ. Và cuối cùng thì chúng ta thấy Kinh Thánh nói rằng đến lúc ông bà cao tuổi, tôi không biết cao tuổi là bao nhiêu, tôi nghĩ ít nhất phải là 60 thì mới gọi là cao tuổi. Tôi 57 rồi, nhưng mà chưa ai nói tôi cao tuổi hết. Và tôi nghĩ rằng chắc phải trên 60 thì mới gọi là cao tuổi. Giấc mơ hoàn toàn hết rồi. Và tôi nghĩ có lẽ là ông bà thôi. Thôi chắc tự an ủi nhau, chắc Chúa để ông hai vợ chồng mình dậy rồi em ơi. Thôi, thôi, cảm ơn Chúa đi. Chúa vẫn là Chúa. Và tôi nghĩ là ông bà tự an ủi nhau như vậy. Nhưng mà chúng ta thấy Chúa im lặng với ông bà bao nhiêu năm tháng. Nhưng rồi cuối cùng khi Chúa trả lời, một cái điều bất ngờ xảy ra quý vị thấy không ạ? Tôi học được chỗ này. Khi Chúa im lặng, nhưng mà khi Chúa trả lời rồi, thời gian chờ đợi rất là lâu, nhưng mà thời gian trả lời rất là nhanh. Nói như theo như một số bạn trẻ đó là chỉ trong một nốt nhạc. Khi ông dân tế lễ thì thiên sứ Chúa đã hiện ra và nói rằng người sẽ có con. Nên nói ông bà cũng không tin điều đó là sự thật, bởi vì già rồi làm sao có con.
cũng giống như Abraham và Sarah vậy. Nhưng mà cuối cùng, con trai của ông bà sinh ra lại là một tiên tri cho dân tộc Do Thái. Cho nên tôi thấy, tôi nói ông bà chúng ta, khi Chúa im lặng, đều có điều vĩ đại Chúa dành cho chúng ta. Khi Chúa im lặng, Chúa vẫn là Chúa của chúng ta. Khi Chúa im lặng, quý vị ơi, đừng ngưng hầu vì Chúa, hãy tiếp tục phục vụ Chúa. Phần thưởng sẽ lớn hơn cả điều chúng ta mong đợi. Ông bà chỉ mong rằng có một đứa con bình thường như mọi người thôi, nhưng mà con của ông bà lại là một tiên tri dọn đường cho Chúa Giê-xu. Cho nên, thưa quý vị, khi Chúa im lặng, có một phần thưởng nào đó, có một điều bí mật nào đó, có một điều kỳ diệu nào đó sẽ dành cho chúng ta. Tôi mong rằng lời này một lần nữa yên ủi và khích lệ tất cả quý vị con dân Chúa, những người đang nghe lời Chúa buổi sáng hôm nay. Quý vị ơi, có ai trong chúng ta đang đối diện với sự im lặng của Chúa trong những ngày qua? Có ai trong chúng ta những ngày qua đang đối diện với điều mà kinh khủng nhất, gọi mà dường như không có ai đáp, kêu mà dường như không có sự trả lời, mà bao nhiêu tiếng nói chung quanh làm cho chúng ta nản lòng? Quý vị đã làm gì? Có giống như người phụ nữ Canaan tiếp tục kêu cầu, hay là chúng ta bỏ cuộc, vẫn tiếp tục thờ phượng Chúa, ca ngợi Chúa dầu hoàn cảnh như thế nào, hay là chúng ta lầm bầm tiêu cực và phỉ báng Chúa? Chúng ta vẫn nắm lấy Chúa, tin cậy Chúa đến giờ cuối cùng để nhìn thấy phép lạ Chúa làm cho gia đình của mình, giống như gia đình của Mary và Ma-thê. Khi Chúa im lặng, chúng ta vẫn còn tiếp tục phục vụ Chúa, hay là đã ngưng hầu vì Chúa? Có một câu chuyện mà tôi được kể, tôi muốn mượn câu chuyện này để kết thúc bài giảng sáng hôm nay. Có một đất nước bất bớ đạo Chúa. Một ngày kia thì chính quyền đến bắt 6 người trung tín, tin cậy Chúa, đem đi xử bắn. Và trước khi xử bắn thì cái người chỉ huy nói, chỉ cần các anh nói một câu, tôi sẽ không bắn và thải về. Quý vị biết câu gì không ạ? Tôi bằng lòng bỏ Chúa. Chỉ cần anh nói câu đó thì anh sẽ được thả. 6 người bị chôn sống hết rồi, chỉ trừ cái đầu lên thôi. Từng người nói, tôi bằng lòng bỏ Chúa. Người thứ hai nói, tôi bằng lòng bỏ Chúa. Người thứ ba nói, tôi bằng lòng bỏ Chúa. Người thứ tư nói, tôi bằng lòng bỏ Chúa. Người thứ năm nói, tôi bằng lòng bỏ Chúa. Quý vị, vừa bị chôn sống chỉ còn cái đầu, đối diện với sự chết thì ai cũng sợ hết. Mà 5 người đã trôi Chúa, tôi bằng lòng bỏ Chúa. Nhưng người thứ 6 thì anh đã nói rằng, tôi tiếp tục tin cậy Chúa dầu phải chết. Người chỉ huy mới nhìn vào cái người tuyên bố rằng, tôi vẫn tiếp tục tin cậy Chúa và không hề bỏ Chúa. Ông nói, đây là người đáng sống, hãy đem người này lên và xử bắn 5 người kia. Câu chuyện không dừng ở tại đó. Khi anh này được trở về làng của mình, thì mọi người nhìn anh với một cặp mắt đố kỵ. Anh là người tuyên bố bỏ Chúa. Chỉ vì anh bỏ Chúa cho nên anh mới được đi về. Nhưng anh nói rằng, không, tôi đã nói tôi không bỏ Chúa, và người ta tha tôi về. Không ai tin cả, quý vị. Không ai tin lời anh nói cả. Và bao nhiêu những cặp mắt dòm vào anh, chối Chúa, bỏ Chúa, chối Chúa, bỏ Chúa. Và từ năm này qua năm khác, bởi vì không ai biện minh cho anh điều này hết. Cái quyển sách nó ghi cái tựa đề là Khi Chúa Từ Chối, Khi Chúa Im Lặng. Và người đàn ông này vẫn cứ tiếp tục tin cậy Chúa và thờ phượng Chúa. Miệng đời vẫn cứ nói, những người tin cậy Chúa bên cạnh anh vẫn là chăm chọc, thằng chối Chúa, thằng chối Chúa. Cho đến một ngày, cái vị chỉ huy còn sống sót đã gặp lại anh và mới phát hiện, ô, anh đã làm cho tôi ngạc nhiên vỡ bì đức tin của anh.
Tôi chưa bao giờ thấy một người nào can đảm và dũng cảm giống như anh. Trước họng súng mà vẫn nói rằng tôi không bỏ Chúa. Tôi rất là kính nể anh. Cái vị chỉ huy này bây giờ là được tự do đi ra khỏi ngành rồi. Cho nên ông nói rất là thoải mái, rất là vui mừng. Và lúc bây giờ thì rất là nhiều người ở trong cái làng đó mới phát hiện ra. Ủa? Vậy là từ xưa giờ là cái người này là người tuyên bố là không bỏ Chúa. À, quý vị, lúc bây giờ thì mọi người mới nói xin lỗi anh, chúng tôi đã hiểu sai anh rồi. Và vị chỉ huy, cái người mà ra lệnh bắn là người đã đánh chiến tranh sau nhiều năm gặp lại. Câu chuyện tôi nghe mà rất là cảm động. Khi Chúa im lặng, bạn sẽ làm gì? Bỏ Chúa, mất đức tin, lầm mầm, quán trách, hay là vẫn tiếp tục thờ phượng Chúa? Tôi mong rằng lời của Chúa buổi sáng hôm nay sẽ một lần nữa thách thức, khích lệ mỗi chúng ta. Quý vị ơi, Chúa yêu chúng ta, Ngài yêu cho đến cuối cùng. Chúa im lặng, Ngài có mục đích của Ngài. Và tôi mong rằng khi Chúa im lặng, tôi và quý vị vẫn sẽ là những người tin cậy Chúa, vẫn là những người thờ phượng Chúa, vẫn là những người hết lòng phục vụ Chúa, để Chúa nhìn thấy điều đó và ban phước cho chúng ta. Xin Chúa ban phước cho tất cả quý vị. Xin mời Hội Thánh chúng ta đồng đứng lên để cầu nguyện theo sự dạy dỗ của lời Chúa buổi sáng hôm nay. Khi Chúa im lặng ở trong chính đời sống của chúng ta làm gì? Khi Chúa im lặng, thái độ của chúng ta ra sao? Nếu như ai trong những ngày qua Chúa đã im lặng ở trong chính hoàn cảnh của mình, Chúa im lặng trong lời cầu nguyện của chúng ta, Chúa im lặng trong gia đình của chúng ta, thì buổi sáng hôm nay xin lời của Chúa đem câu trả lời cho chúng ta. Khi Chúa im lặng, Chúa muốn thấy tấm lòng của chúng ta ở trước ngai của Ngài. Khi Chúa im lặng, Chúa muốn biết được thái độ của chúng ta và Ngài vẫn còn là Chúa ở trên chính đời sống của chúng ta hay không. Xin Hội Thánh chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện ngay từ giờ này. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa vì lời của Ngài buổi sáng hôm nay một lần nữa nhắc nhở và thách thức cho chính đời sống của chúng con. Dẫu hoàn cảnh nó đang diễn biến trước mặt chúng con, dẫu có những câu trả lời chúng con dâng trình lên trước ngai của Chúa và Ngài chưa đáp lời chúng con, thì hỡi Chúa, ấy là lúc mà chúng con cần phải bày tỏ sự xác quyết của chúng con ở trước ngai của Chúa. Ấy là lúc mà chúng con không ngơi nghỉ sự cầu nguyện của chúng con. Ấy là lúc mà chúng con không ngơi nghỉ việc nhắc nhở Chúa những vấn đề mà chúng con dâng lên trước ngai của Ngài. Như người phụ nữ Canaan, bà đã quyết tâm chạy đến với Chúa như thế nào, hỡi Chúa, xin cho lòng của chúng con cũng có sự quyết tâm như bà như thế ấy nữa Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa vì đôi khi Ngài yên lặng ở trong chính đời sống của chúng con để Ngài muốn thấy thái độ của chúng con. Và trên hết nữa, Ngài muốn bày tỏ những điều vĩ đại, những điều siêu nhiên ở trên chính đời sống của chúng con. Ngài im lặng không phải vì Ngài từ chối chúng con. Ngài im lặng không phải vì Ngài hết yêu chúng con. Nhưng Chúa, Ngài muốn bày tỏ những điều vĩ đại hơn cho chúng con khi chúng con tiếp tục tin cậy ở trước ngai của Ngài. Chúa, dẫu như thế nào thì Ngài vẫn là Chúa của chúng con. Ngài im lặng, Ngài vẫn là Chúa của chúng con. Ngài im lặng, Ngài vẫn là Chúa ở trên chính đời sống của chúng con. Ngài vẫn là đấng mà chúng con thuộc về. Ngài vẫn là đấng mà chúng con phục vụ. Chúa, chúng con cảm ơn Ngài. Và chúng con tin rằng điều kỳ diệu sẽ xảy đến cho chúng con. Điều tuyệt vời, điều lớn lao mà Ngài dành cho chúng con khi chúng con tiếp tục tin cậy Chúa ở trong việc mà Ngài im lặng với đời sống của chúng con. Chúng con dâng trình đời sống của chúng con buổi sáng hôm nay trong tay của Ngài. Chúng con dâng trình từng thành viên trong Hội Thánh Mơ Ước ở trong tay của Chúa. Cho nên nếu như trong những ngày qua, những lãnh vực nào mà chúng con chưa nghe được câu trả lời của Chúa, dẫu chúng con đang ở trong hoàn cảnh như thế nào và chúng con chưa thấy câu trả lời của Chúa, thì buổi sáng hôm nay sứ điệp này đem đến câu trả lời cho chúng con, để chúng con thay đổi thái độ của mình, thay đổi suy nghĩ của mình, để chúng con thay đổi hành động của mình, để chúng con tiếp tục chạy đến với Chúa trong chỗ của sự cầu nguyện. Để tại nơi đó Chúa thấy được tấm lòng của chúng con. Để tại nơi đó Chúa thấy được, ôi Chúa, tấm lòng của chúng con là tấm lòng hàm mình ở trước ngai của Ngài. Và qua đó Chúa bày tỏ những điều lớn lao và siêu nhiên cho chúng con. Cảm ơn Chúa thật là nhiều vì sứ điệp lời của Ngài buổi sáng hôm nay. Xin cho chúng con nghe lời của Chúa buổi sáng hôm nay. Xin cho chúng con amen theo lời của Ngài. Nhưng cũng xin cho chúng con biết cách làm theo lời của Chúa nữa.
để chúng con không lấy nghe làm đủ mà lừa dối chính chúng con. Để chúng con cần phải áp dụng theo lời của Ngài để đời sống của chúng con được phước, để đời sống của chúng con kinh nghiệm những điều vĩ đại, những điều siêu nhiên Ngài chuẩn bị mang đến cho chúng con. Thưa Chúa, buổi sáng hôm nay chúng con dâng trình đệ tử Chúa mục sư Dương Thành Lâm ở trong tay của Ngài. Xin Chúa Ngài tiếp tục đồng công sức dầu trên đệ tử Chúa. Xin tiếp tục ở cùng với gia đình đầy tớ Ngài. Xin tiếp tục sức dầu cho đầy tớ Chúa, để mỗi ngày những sứ điệp lời của mục sư chia sẻ ra mang đến câu trả lời cho dân sự của Chúa, mang đến sự thách thức, mang đến sự gây dựng và mang đến sự thôi thúc trong tấm lòng của dân sự Chúa, để họ phải quyết tâm làm theo lời của Ngài. Con cảm ơn Chúa thật là nhiều. Con dâng tuần lễ mới này trong tay của Ngài. Thánh Linh ơi, xin Ngài đồng công cùng với chúng con. Thánh Linh ơi, xin Ngài dẫn dắt chúng con. Và Thánh Linh ơi, xin Ngài tiếp tục bày tỏ những điều siêu nhiên trên chúng con nữa, đặt sự trung tín trong chúng con, để chúng con tiếp tục tìm kiếm Ngài, để chúng con tiếp tục kêu cầu Ngài dẫu Ngài có im lặng với chúng con. Chúng con tạ ơn Chúa thật là nhiều. Vinh hiển thuộc về Chúa và chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Buổi thờ phượng của chúng ta sáng nay đến đây là kết thúc. Xin Chúa ban phước cho hội thánh một tuần lễ mới đầy phước hạnh, một tuần lễ mới đắc thắng ở trong danh của Chúa Giêsu, khi chúng ta kinh nghiệm rằng Chúa Ngài sẽ trả lời cho chúng ta. Amen. Ngài là Chúa của cả trái đất, nơi Chúa trời ta chỉ mọi giờ. Ngài sẽ khiến các dân khác nữa sẽ quay phục giữa vô hiển vi. Ngài là Chúa của cả trái đất, nơi Chúa trời